Chào mừng cô chú chị trở lại kênh YouTube của Minh Tơ TV. Thì hiện tại Minh Tơ đang có mặt tại nhà em Thanh. Thì lúc trước hoàn cảnh này thì Minh Tơ cũng quay nhiều clip rồi cô chú chị. Thì hôm nay Minh Tơ quay lại coi hai anh em có đi làm không, có đi bán cái số hay không. Thì hiện tại Minh Tơ cũng đang giúp một số vốn rồi mua cho hai anh em hai chiếc xe đạp. Xe đạp này cô chú chị, chiếc là xe chiếc Minh Tơ mua đầu tiên này, còn một chiếc nữa màu trắng không biết để đâu. Ô, chào hai anh em nha. Ô, giấu chút buồn hả? Dạ. Cắt hả? Cắt cây cạn chút. Ờ, cắt cây cạn luôn hả? Dạ. Rồi để ngoài của người đó. Dạ. Tính đi bán. Đi bán số hả? Dạ. Anh em tính đi bán. Vô anh nói chuyện xíu ha. Đây hai chiếc khỏe rồi, hết sợ đi bộ ha. Dạ. Rồi. Để cái mic chút coi nó rõ. Ừ, rồi mấy bữa nay có đi bán không? Dạ mới lấy số chắc chưa nè, mới đi bán. À, mới chiều nay phải không? Dạ. Mà sáng bán hết rồi hả? Hết rồi, nghe em đi bán hết rồi. Ở vô nhà đi, vô nhà đi. Nhà xe này của chú anh chị cũng chịu đi bán hết rồi hai anh em. Chào gì ha. Ừ. Hôm nay có gì ăn? Dạ có cá cà phê liền. Có cà phê dạ. Dạ. Mở ra coi coi. Ồ, kho gì nước không vậy? Dạ, kho chắc. Ông anh không kho đó, đi bán cái số gì. Kho nên chắc như canh vậy đó hả? Này ông nấu canh với ông kho vậy, kho gì mà nước tới đầy nắp nồi vậy? Rồi nấu cơm đâu? Cơm cơm điện. Rồi bữa nay mới qua mấy lần mới gặp em ha. Dạ. Rồi hai anh em vô ngồi. Rồi mấy bữa nay bán được không? Ừ. Bán cũng đỡ. Cũng đỡ ha. Em bán bao nhiêu giá ngày? Lấy 8-70 à. 70. Đây tao cho nhiêu mình lấy nhiêu đấy. 70 giá hả? 70-80 giá à. À, bán hết không? Dạ hết. Hết hả? Dạ. Giờ nó chiều hôm qua là bữa nay sổ mà em bán lúc tới sáng gần mấy tờ em đi bán hết luôn. Rồi em tên gì quên rồi? Hiền. Hiền á, đây. Đây Thanh. Thanh, rồi Thanh bữa nay có bán không? Dạ, tên đi bán nè. Mà sáng có bán không? Dạ không, em đi bán. Không có số bán á. Không có số hả? Dạ. Ủa sao không có số? Có, con em nay nó đi lấy hết trơn rồi. Tại em sao ổng vậy, ổng ở nhà nấu nước nấu cơm cái gì đó. Em lấy em đi bán mình à. Ở nhà nấu cơm làm loạn vậy đó. Ừ, chiều là hai anh em mạnh nay nó đi hết luôn sao? Dạ. Tin đi hồi nãy đó. Là ai cũng đi hết luôn hai chiều nay. Dạ. Chiều nay đến mấy giờ? Chiều nay kia người anh em người mới đi bán. Lấy hồi nãy đi lấy bản hết số rồi em lấy 100 tờ người mới đi bán đó. À, bữa nay lấy 100 thì nói chung là chiều nay bán người 50 phải không? Dạ. Ừ, cũng được rồi thì chia nhau đi bán mau hết. Dạ. Rồi từ ngày bán số rồi có đi cắm câu không? Em nói mai lấy bộ rồi bán đi số đủ bán rồi em đi mai cho ổng đi bán em đi cắm câu tối mai lấy số cho ổng đi bán em chiều tối mai em đi cắm câu á. À. Số tao cho mình lấy nhiều hay sao? À, tại người ta đặt nhiều quá. Đặt nhiều quá. Có số mình lấy. Rồi mình lấy mình đã trả tiền trước hay sao rồi? Dạ. Trả tiền trước hả? Tiền mặt. À. Dạ. Đây không chứ mình thấy chân đó phải không? Dạ. Rồi đi sao? Đi bán này. Em đi cũng đi tới gần vòng cũng vòng đây rồi em mới không hết mà em đi tới viện hội gì đó. Đi tới nhà em á ở bên hội nó bển giúp mấy tờ nhà gần nhà nó đi bển cũng hết mới chạy đi cũng xa chứ ha. Yeah. Ho bác của tôi chị thông cảm nha, lâu bị bệnh rồi chứ cũng có xét đạo của con đi bộ không à. Dạ được rồi, đỡ rồi, có dạ dạ. Thì cố gắng làm ăn đi. Dạ. Anh sẽ giúp nếu mà chịu làm.
nếu mà hai anh em chịu làm á, anh sẽ quay anh giúp đỡ ra thêm dù nhà cửa nếu cần lợp lại dựng nhách lại thì anh sẽ chia sẻ nhờ cô chú ủng hộ mua lá mà dựng nhách lại cho thấy cái nhà nhách te tua rồi. Cô chú theo vòng vòng toàn là dựng miếng láng không à cách bấy nhẹ đó trong ngoài bây giờ lo làm đi có thể anh chia sẻ có cô chú nào thương sẽ cho tiền á mua lá dựng dách lại nó còn ở được mà không ta chưa đuổi đâu không chưa không biết cái đuổi về nào không biết chưa biết hả thì cứ tạm thời ở đi chưa đuổi đâu thế mình dừng dách ở cũng không sao còn mình dặn như mình làm kiên cố thì mình sợ đuổi mình dở đi không được bây giờ mình cứ dừng dách dách lá rồi nếu người ta đuổi thì mình lá đâu có nhiêu tiền đâu mình ở cũng được vài năm còn khu này thì khu quy hoạch mới biết chừng nào mới người ta mới làm tới thì ở tạm đi bây giờ có thể anh chia sẻ có cô chú nào thương thì mua lá dừng lại mua lá rồi mua tre này kia dừng lại cũng đỡ nếu mà làm một ngôi nhà mới thì cần kinh phí rất là nhiều khoảng vài chục triệu 5-70 triệu mới làm được cái nhà tiền chế còn như vài triệu thì cô chú có thể ủng hộ được thì mua lá thì mình kêu mướn thợ hoặc kêu hàng xóm thì qua phụ dừng dách thì không có nhiêu tiền đâu có thể cái đó người ta sẽ hỗ trợ được mình còn làm nguyên một căn là phải chia sẻ lâu rồi được nhiều cô chú thương có duyên trong khi đó mình phải lo làm không ăn chơi không nhậu nhẹt mình sẽ mạnh thường quân sẽ ủng hộ làm là cái nhà nhỏ để anh em ở hiện tại cái nhà này thì cũng hồi xưa nhà nước cũng hỗ trợ làm cho còn bây giờ thì cũng còn ở được thì bây giờ dừng dách thôi thì mái tôn thì nói chung là cũng còn đẹp cũng chưa bị hư quan trọng cái dách này kia mục nát hết rồi hai anh em không có khả năng làm nổi hả làm có thể đi em nó tục sinh đó tục sinh đó tục sinh đó tục sinh đó mốt gửi nửa tháng thì em muốn đi lên làm một điều anh hai anh ba ở nhà làm ở đâu làm một điều ở đâu ở đông ở đốt ồ định mốt em đi hả dạ gửi nửa tháng đi lên bển này đi với anh lên này nghe anh ruột để cho ổng ở nhà anh ruột luôn hả không đây là anh của con bác á bác Dương ở trên thì mốt là em đi làm phải không dạ để ổng ở nhà em đi làm bà cũng như là một đêm ở nhà đi làm sao nổi ông này phải không có khi em đi làm đây ở nhà con vậy thôi làm đi bỏ không được đó bỏ nó biết quen làm được ở nhà giữ nhà phải không sợ người ta lấy nhà phải không sợ lấy hai chiếc này nè bằng lấy thì có xe đạp chờ. Thì cứ gửi ai gửi rồi hoặc để nhà đi nào về tính nữa dạ, khi ở nhà đóng cửa lại đi bán thì vài chục vậy đó hơn nửa tháng mới về nửa tháng mới đi phải không nửa tháng mới đi đến đây ở đây bán không được hay sao phải đi chở anh ở đây bán hay sao đấy bán được mà để chọn đi bán mình đi em đi lên bển kiếm chút đỉnh thì làm một điều á lấy số cho ông đi lấy số bán ở đây ông đi mình nếu mà em ở đây làm thì có thể anh sẽ dụ em chịu làm thì cái đó không sao dụ làm thì anh sẽ sửa nhà sửa gì thằng kia nó thả cái thả xong thả nó
Nhưng mà đi làm rồi, em đi làm rồi, có mình anh hai, anh Thanh ở nhà thì... Dạ nè, tính nè, điều giờ tính chưa có nữa nè. Ủa, dụp rập tư, chấm dụp rập tư, rập tư rồi, nó phải xưng. Dụp rập tư, thơ sâu, ảnh với nhà lành tôi. Ở bạn đấy. Tính kỹ đi, làm đâu được có tiền thì làm chứ không không ép nó ở nhà thì bán số công việc thì bán cái số. Làm mà tôi ở nhà nè, tối về nhà, sáng đi làm. Vậy chiều... Chịu em đi qua bệnh nói với ổng đi. Thì sắp xếp đi, nói chung là ai nếu mình ở đâu làm ăn được thì làm. Trời ta ơi, thơ ta ơi. Bây giờ mình nuôi tạng nè, vậy thôi đi riêng nó. Hôm nay có nuôi chó nữa hả? Dạ, cho có chú Út nó cho hôm qua hay chiều. Ừ, còn chó nhỏ rồi chú chị. Chú cho chiều, chiều lại cột nó lỡ, sợ nó chạy gì. Bữa nay đi số nhiều không? Đâu ủng hộ cái vậy chứ. Anh bán hàng chưa? Đi số em là mới mới sổ phải không? Dạ, chiều mai. Hai anh em luôn hả? Dạ, hai anh em luôn á. Tại tại. Đến đi bán hồi nãy á. Giờ chia ra người cùng cục nè của chú vậy. Lấy đi cũng em mà. Ủng hộ chúng đi, chúng đi tôi sửa nhà cho ông. Với ai chợ này nè. Số giờ cứ hiện tại giờ ở nhà thì cứ đi bán đi, được như có tiền xài. Sao mua thiếu qua đó. Rồi anh mua 5 vé. Dạ. Cảm ơn. Ừ. Anh em mua 5 vé được rồi. Dạ dạ dạ. Nhiều có tiền đâu trả. Xin 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 xin. Không, dù nhà thì anh chưa hứa. Nói chung là anh chia sẻ, nó có duyên thì mình thường quân người ta thương người ta giúp. Chứ anh không hứa là có nhà nói trước. Tại bây giờ thì đang chia sẻ, đang giúp cho có vốn để làm ăn, cho xe chạy. Nói mà cho cái nhà thì mình tên chưa có hứa. Nói chung có duyên tới đâu thì mình giúp tới đó ha. Hiện tại cũng như là mình đang giúp cho có cái chân để rồi đi làm mà đó, xe nó cũng có rồi, cũng vốn cho mới đi mua, có vốn rồi cho tiền cũng mua làm vốn làm ăn rồi. Còn bây giờ thì lo bằng ăn, ví dụ cũng ở đây thì anh chia sẻ video liên tục. Có cô chú nào thương thì người ta sẽ hỗ trợ mình, nói chung là có duyên á, hiểu không? Có duyên thì người ta cho, không có duyên thì cũng vậy thôi. Người ta giúp mình một cái vốn mình làm ăn thôi, giúp chân mình có chân đi đó. Còn có duyên thì cái nhà thì nó quá lớn. Dạ. Cái số tiền cũng quá lớn thì có duyên được nhiều người thì người ta thấy đồng cảm với mình, khổ thì người ta sẽ ủng hộ mình. Mỗi người chút thì anh sẽ làm cho đó. Còn người quan trọng bây giờ mình phải lo mần, không nhậu nhẹt, không ăn chơi, nó là quan trọng nhất. Để đưa lên thì cô chú người ta cũng biết, hàng xóm người ta cũng biết là hai anh em cũng lo bằng ăn thì người ta sẽ giúp vốn cho mình thêm. Đúng không? Sau này cần gì người ta sẽ mua thêm cho mình. Yeah. Giờ mình cũng có giường mùng mền chiếu gối, xe cũng có, cũng đỡ rồi, phải không? Dạ. Yeah. Tối ngủ đây hả hai anh em? Dạ. Tối ngủ đây hai anh em. Nghe nói hồi xưa là đi hai anh em đi làm lâu xa hết phải không? Dạ. Nghe nói mới về hồi nãy anh cũng lên bên lên quý ba anh hỏi hai anh em rồi khi người ta không biết nữa. Hai anh em mới đi làm ở đâu mới về, nhà này bỏ lâu rồi mới ở lại phải không? Dạ đúng rồi. Hồi đó đi làm ở đâu? Đó, lúc đó là con làm bên Côn Đảo á, đảo Côn Sơn á. Ừ, Côn Đảo hả? Hai anh em luôn hả? Dạ không, em đi làm đi làm khác rồi, con đi làm bên chỗ chị hai á. À, rồi mới về đây mà về chung luôn hả? Sao ông về trước em về sau. Ừ. Đi hết 3 năm. Rồi em đi mấy năm? Đi hết 6 tháng rồi. Ừ. 6 tháng về nhà. Thì đi về làm gì có dư gì không? Về nhà được mấy triệu, 2-3 triệu hả? Mấy 6 tháng rồi tại cơm nước mình lo. Đi xong 6 tháng về dư có 2-3 triệu à? Dạ. Quá bèo rồi. 5-6 tháng rồi về cũng dư nhiều chứ. 3 năm rồi về nhà không có dư đồng nào đó.
biển ta bán ta được ra rán lạc luôn á, đi biển người ta biển người ta vũ đi đi theo ghe đi đánh cá gì đó, biển người ta gạt về nhà người ta đưa được 200.000 về. Đi con đi ghe cạo đó, và lúc đó hết 7 tháng 10 ngày tết mấy con về. Đi mấy năm trời không dư gì hết, dư 200.000 hả? Cái dân người ta về đó, dân người ta quýnh, không quýnh chết trong biển cái bộ. Chung là số. Ai cũng tin ổng, nghe ổng chết hết đó. Số, nhưng số chưa, xuống số chưa tới, mới về. Người ta về xuống ghe, ta đưa được 200.000 tiền, ngày xưa ôm về nhà tới. Nhà. Lúc đó bảo là gần... Tự cái chết rồi chứ hơn sao đó. Hơn à? Dạ. Bây giờ về lo mà ngang đi, bây giờ không ai dụ đừng đi nữa mình. Thôi. Bây giờ ở nhà bán số đi, có nhiêu xài nhiêu, dạ, có nhiêu ăn rồi. Nhiêu. Dạ. Rồi... được 50 tờ đỡ 50 tờ ăn mỗi ngày. Rồi ta mướn gì nấu nước nấu gì thì mình đi nấu nước. À đúng rồi. Chứ để đi người ta dụ nữa, dạ. Dụ nữa ta bán luôn á, bán qua Trung Quốc luôn á. Con đi tới cái gì Rondo Malai luôn mà. Đi tới đó luôn hả? Dạ. Dữ vậy ha. Đi trời. Phải kêu mình đi đâu không phải đi đó. Nhờ hơn mấy năm trời mới về tới nhà. Tôi test mới lên được chỗ chị hai ở bên đảo Hồng Sơn á. Hơn quá trời luôn. Không biết chừng nào nữa. Mà tưởng đi là không có gì đúng không? Dạ đúng. Bây giờ đừng ta dụ đừng đi nữa nghe. Không. Em là người ta kêu đi hay người ta dụ đi. Em á. Em á thì em đi lên làm chỗ em trước á. Trước nó quen bển á mới đi làm thứ tư. Người ta trải nhiêu tháng? Người ta trải nhiêu tháng? Không, đó là ngày. Ngày hả? Dạ, ngày 200. Ngày 200 ngày. Con mình. Con mình à? Dạ. Thì quá rẻ vậy. Trời ơi, trên bển bển lòng mấy ngày 200 mà cơm mình luôn mà mình ừ, ngày 200 em đi ra đây em làm hồ khỏe hơn không tính là xem tính đi đâu chi tới xa. Ở đây làm hồ một ngày 250-300. Đúng rồi. Em ăn cơm nhà, em gần nhà em nữa. Làm ở bển có 200.000 sao mà. Em đi làm chi? Đi không, đi xa là phải một ngày thêm 300-400.000. Đúng rồi. Ăn cơm nhà nữa làm sao mà dư nổi, em đi thà em ở nhà em bán cái số em còn lợi hơn nữa. Em làm hồ ở đây cũng được nè, làm hồ ở đây một ngày cũng 250. Cô Ly 250-200.000. Mình ăn cơm nhà đi xe đạp gần đi còn khỏe hơn nữa. Em nghĩ sao đi xa như vậy? Làm một ngày có 200.000 ăn cơm nhà cũng vô đó, em ở nhà trọ ở đâu? Người ta quen á, ta cho ở. Cũng như không à, em đi làm mấy năm trời nó không dư khỏe rồi. Ngày có 200.000 ăn cơm nhà em ăn uống sáng hết rồi. Ở đây có 250 còn dư đỡ mà ở bản á. Sáng mình ăn sáng bèo cũng hay 20.000 hoặc 20.000 đi, rồi chưa ăn cơm nữa, rồi chiều nữa, rồi làm ngày 200 sao dư. Phải suy nghĩ kỹ, không phải mình ai kêu đi mình đi đâu, mình phải coi giá đồng tiền nó như thế nào, mình ở được hay không. Chứ 200.000 bây giờ là giá rất là bèo luôn. Này em ở đây em bán cái số ngày 50.000 còn đỡ hơn à, em ăn cơm nhà. Tôi có lạnh lúa. Dắt lúa gì? Dắt lúa ngày 600, 500, 300 trăm có đi theo ngày. Đó. Nè, ngày 24 lạnh ở đây mới lạnh điện ngày này. Thì nghĩ kỹ đi, đừng có đi mà một ngày làm 200.000 em ăn cơm nhà cũng như không ăn, tưởng ta bao cơm thì em còn dư. Đúng không? Bao cơm. Nó lạnh lúa người ta rồi kêu nó làm có tiền xài. Mày đi xa làm có 200.000 mà không về nhà không có dư. 200.000 ăn uống một ngày 3 buổi, sáng trưa chiều rồi thúc thúc nó sau mà đủ. Phải suy nghĩ kỹ lại. Nhưng thầy em ở nhà em làm vòng này em còn kiếm được, làm hồ vòng đây em về nhà ngủ. Không tốn tiền, ăn có gì ăn đó. Em bán số có thể bán một ngày 100 vé là em còn cũng có dư nữa. Em chạy vòng đi xe đạp không mà một ngày em kiếm 100 vé là người ta đàn bà nó bán một ngày 200-300 giá, còn hai anh em tướng bự con tụi lấy bán ngày 200 không nổi đó. Nó thiệt tại em thấy không, mấy người cô lớn lớn tuổi một ngày người ta cầm số cục 200-250, người cầm 300 giá nữa người ta bán được hết, tại sao mình không cố gắng
mình bán có 100 hay 50 bán, mình cứ đi chút xíu về chứ vậy, bỏ thời gian ra dài ra. Lấy nhiều người ta nói hết số lấy nhiều. Lấy nhiều mà quan trọng mình có trả tiền vốn người ta nhiều là đủ là người ta cho mình lấy à. Chứ mình lấy mình không bỏ tiền cho người ta đâu cho mình lấy, người ta nói số không có số. Em trả tiền đủ người ta là ta bán cho em. Tại người ta bán mà ta cần cái lời. Chứ người ta nói em lấy 100 hoặc 200 mà em không đưa tiền người ta, người ta đâu cho em lấy. Phải suy nghĩ kỹ vô đó. Em bán được 70 à? 70 à. 70 người ta cho cái nhiêu đó thôi phải không? Dạ. Rồi, sao đó, thì người ta nói hết thôi, tại vì dạ. Em mình mới nói bây giờ tôi lấy 100 hoặc 150 thì tôi đưa tiền tỷ đủ. Thì trừ chiếc tính ra còn nhiêu nhiêu thì tôi bán lại tôi lấy. Bán hết không? 70 bán hết không? Bán hàng mà em có hết số bán nữa. Ờ, bán không đủ số bán là em đang bán được mà tại sao em lấy được mấy chục tấm? Tại người ta sợ mình. Nó cũng sợ mình tại vì mình không đưa tiền người ta trước. Người ta sợ mình không chịu làm, không la bán rồi sợ bị giật. Sợ con này chết nó bị lận á. Sợ bị giật quá bị lại người ta sợ mình, người ta cũng sợ mình thôi. Nó giờ phải lấy số lượng nhiều nhiều vô. Chứ em lấy cái 50 bán chút xíu hết rồi. Được cái lợi được bao nhiêu tiền đâu. Ờ đâu bao nhiêu tiền. Em thấy mấy người lớn tuổi người ta bán 100 mấy 200 vé bình thường. Dạ. Yeah. 50 tờ thì lại được cả 50 ngàn. À 50 ngàn con đi chút xíu hết rồi. Rồi tại sao mình không làm thêm. Thuốc tình nước hết luôn rồi. Có chỗ người ta lấy cái 10 mấy 20 tấm rồi. Lấy lận 200, 300, 200, 200 anh em chia ra đi bán. Nhưng anh mua bèo anh mua bèo cũng 5 vé đâu. Có chỗ có tiền người ta mua 10 vé cũng có nữa. Mà em lấy ít quá gì, lấy nhiều nhiều vô. Làm gì mới có dư chứ, làm gì ngày có 30-40 vé là sao. Rồi chia là 2.000 em đi bán nè, tính đi hồi nãy nè. Rồi thì đi bán đi anh. Bữa nay ho quá cô chú nhị, một thông cảm nha. Thì bây giờ hai anh em đi bán đi, thì mình ta xuống đây để thăm lại hoàn cảnh hai anh em coi có chịu làm hay không, hay lo đi chơi không lo mà ngang thì mình năm tính tiếp. Mình tơ xuống thấy hai anh em chịu đi bán thì mình ta cũng rất là vui, thì mình đã giúp cho cái vốn là có cái chân để đi làm rồi. Hôm nay thì cố gắng làm đi, thì anh chia sẻ dù có cô chú nào thương lọt lại căn nhà dựng vách này kia thì anh sẽ hỗ trợ làm cho, còn nói mà về làm nguyên căn nhà mới thì anh không hứa nha. Yeah. Đó thì nào có duyên mạnh thường quân thì người ta cất nhà cho thì anh sẽ làm cho, còn bây giờ thì ai thương giúp dừng giúp thì anh sẽ làm tại đây ha. Mình tính là sửa cột này tại nó nghiêng rồi đó, mình sửa dạ. mình mới dừng giúp được. Dạ có thể mình kêu mua dây chì á, mình cột dằn lại. Dằn cái gì gì bên bờ. Dạ dằn lại thấy được. Mình tạm đỡ xin. Dạ. Chứ giờ dột nát bấy nhầy hết cái vách bây giờ. Gửi thì xin xong. Giờ tạm thời vậy đi. Chứ để nếu mà số tiền lớn cất cái nhà thì chưa có đâu, tại vì số tiền quá lớn thì anh đang cất cho bên kia nữa, thì mạnh thường quân thì đang giúp bên đâu thì giúp một chỗ từ từ trước đó. Giờ muốn giúp tới mình phải đợi nha, chứ không phải là làm một cái nhiều. Mạnh thường quân đâu có tiền đâu mà giúp nhiều, giúp từng căn trước thì có, mà cô chú nào thương thì cho tiền dừng dắt thì mình ta sẽ nhận để dừng dắt cho hai anh em ở. Yeah. Cho đỡ dột bây giờ. Dừng mà cao su không à, nó bấy nhảy hết, tôi quay lại một lần nữa cô chú thì cùng xem. Không còn cái gì hết á, dừng bằng miếng cao su. Nói chung là từ trong ra ngoài không còn gì hết, hai anh em ở. Vì tương lai hai ông, chẳng lẽ ông cứ nghĩ ông đi bán cái số suốt đời sao, và ông đi làm cho người ta suốt đời sao. Mình phải nghĩ lâu dài nữa, còn mình về đây mình ở nữa. Mình làm ở đó giờ mười mấy 20 năm rồi. Phải tính đường lâu dài nữa, chẳng lẽ không có tiền chạy lên chạy làm thời gian chạy về cũng thất nghiệp nữa. Mình phải lập nghiệp trước, ăn cư lập nghiệp. Nên chút không có tiền chạy đi đã hết tiền chạy về rồi sao được. Vậy ăn hết rồi có đi. Ăn hết xong rồi đi nữa rồi sao được. Phải tính lâu dài. Nào cho nó có cái gốc. Bây giờ về đây ở đi, phải anh sửa nhà sửa gì cho ở chứ
họ nó thấy khổ quá chạy đi chỗ khác. Người nhà anh sửa rồi không ở rồi cũng anh sửa để làm gì, không tốn tiền với mình thần quân. Nó nếu mà ở thì anh sẽ sửa vậy đây ha. Thì nói chung là xuống đây để thăm hỏi thì nhắn nhủ một đôi lời thôi, chứ ai cũng lớn hết rồi, không cần nói nhiều. Mà mình cái hướng của anh sẽ khác cái hướng hai em nha. Yeah. Anh chỉ đường đi nào tốt thì anh sẽ chỉ, anh không chỉ đi bậy đâu. Vậy ha, vậy cuối video mình tơ xin kính chúc cô chú trong ngoài nước xem video được dồi dào sức khỏe và thành công trong cuộc sống, làm ăn phát tài phát đạt. Rồi thì anh về nha.